Thưa quý vị, V2K có nghĩa là vaccine khẩu trang khử khuẩn. Đây là nguyên tắc chống dịch COVID-19 mới đang được Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, thay thế cho nguyên tắc 5K. Hiện nay thì Bộ Y tế đã tham mưu tạm dừng việc khai báo y tế, không bắt buộc hạn chế tập trung đông người và giữ khoảng cách. Bên cạnh đó thì việc tiêm vaccine phòng Covid-19 đúng lịch, đủ liều là rất quan trọng để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, Bộ Y tế đề xuất nguyên tắc V2K thay cho 5K trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tại Việt Nam. À, tuy nhiên, trong dự thảo, thì Bộ Y tế cũng nêu rõ thông điệp 5K vẫn sẽ được sử dụng nếu xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.